đằng sau cái dãy núi này khoảng 7 cây số là đất của Trung Quốc bên kia không ạ? Đây. Dạ vâng ạ. 7 cây số. Chúng ở đây chú ơi. Nào mọi người chụp ảnh cho bạn ông đi ạ. Cao lên, tiến gần mà. Chân này mát thật. Tối còn mát nữa hiện. Cô anh. Để chú chụp này. Cô anh. Chụp ảnh. Cô chụp ảnh với ông. Chào mấy khi ông lên đây. Này, anh ơi. Cô là chủ của cái quán này. Chủ quán đây cũng vất vả lắm. Mấy năm nay rồi. Cô anh bắt tay chú không? Anh sợ em cứng à? Ủa mát thế. Lạnh nhờ. Dạ. Cháu đi từ sáng từ dưới kia đây này. Dạ. Vâng, mọi người đi từ sáng. Không không chụp ba, chụp hai được. Con xin phép chú cho con xin một chiều ạ. Rất là để chú. À, đứng lùi ra đằng gần lan can một tí thì đẹp hơn. Ừ. Ok, 1 2. 1 2. Từ từ nhá. 1 2. 1 2. Ok. Mọi người đang rất là mong được chụp ảnh với bác. Này. Anh thấy ông ở ngoài có khác không anh? Dạ ông quá giản dị luôn nhỉ. Dạ. Dạ. Ông hộ thôi cái. Dạ. Cháu xin phép chụp. Ông hôm nay là mệt lắm đấy. Mệt quá mệt đấy. Dạ. Đi vòng đường văn rồi. Ok. Thôi để cho ông nghỉ ngơi thư giãn đi. Bây giờ Nó hơi tối. Đây là ông đang ở quán cà phê Panorama trên đèo Mã Pì Nèng, một trong tứ đại đỉnh đèo của Hà Giang mình nhé. Đó. Thì đây là toàn cảnh của quán Panorama đây. Đây cái quán Panorama mà rất là nổi tiếng trên mạng xã hội. Đây. Dưới này là hẻm tu sản ở sông Nho Quế. Đấy, cực kỳ vĩ mà đẹp luôn. Nhà xa xăm. Đây là thủy điện Nho Quế. Mọi người rất là mong muốn để tham gia chụp ảnh với bác. Ông thử trà gừng mật ong nhá, cho nó ấm người. Ông uống được không? Trà gừng mật ong nhá, để cháu bảo. Vâng ạ. Cô Ánh ơi, cô cho ông xin cốc trà gừng mật ong ạ. Trà gừng mật ong, ông nóng. Trà ấm, vâng, cho ấm cơ thể. Trong bà cho hoa hạn được. Bà cứ cho cốc trà gừng mật ong. Dạ vâng ạ, cảm ơn bà nhá. Đây là quán cà phê Panorama nữa nhá. Quá đẹp luôn. Cô vào, bà muốn nước chưa? Đây, quán cà phê Mã Pì Nèng, đèo Mã Pì Nèng Panorama. Rất là nổi tiếng trên mạng xã hội đấy. Quán này cực kỳ đẹp luôn. View đẹp, cảnh đẹp, quá là đẹp luôn. Đấy thì bây giờ bác vẫn đang chụp ảnh ngoài này để lưu niệm. Anh em trong đoàn hội lái xe Hà Giang mình đang chụp ảnh, tham gia chụp ảnh cho bác. Đẹp đấy. Đúng. Đúng lúc có nắng sau lưng. Quá giỏi. À, đúng ngoài tôi này ông khôn thật. Chéo cái phần có nắng này anh ấy. Đang đẹp.
Đấy, chỗ này đẹp thật. Không ngã xuống đi, không ngã cái cổ nữa. Nghe đây, ra đây chụp, xong chưa? Mấy tấm. Ủa, chụp nhiều lắm rồi. Anh chụp không? Đó, đây, bốn chú cháu mình chụp kiểu chỗ này. Đi đi, nhờ người ta chụp đi. Em ơi, chụp chụp trèo lên đấy, chụp đẹp lắm. Em hộ anh. Một, hai, ba này. Rồi. Tuyệt vời quá. Em lấy một cảnh lấy cái núi ấy cho đẹp nhá. Bác Hải, cho xin bác một chụp một kiểu ở đây, một kiểu ở đây đâu. Thôi, cho một kiểu ở đây. Đuổi theo suốt từ giờ từ chiều. Đây chú ạ. Xin cảm ơn bác nhé. Cảm ơn mấy anh ngoài à? Để tiền nước đi. Đùa chứ, nói đùa chứ không có. Vâng, đùa đó. Vâng. Đi đi. Không biết là ông muốn ở ngoài, ngồi ngoài, ngồi trong. Ngồi trong ra nó ấm ở ngoài. Ờ, ngoài lạnh. Dạ. Sao đấy? Dùng quá. Nhé. Yeah. Rồi xin phép mọi người nhé, thì cái video của mình đến đây là cũng kết thúc rồi. Cái hành trình đưa bác Đoàn Ngọc Hải đi từ thành phố Hà Giang đến đây ngày hôm nay cũng rất là mệt rồi. Đấy, bác cũng đến thăm cái quán cà phê Panorama này. Đấy thì bây giờ mà mình xin phép để tắt cái video này đi. Rồi, xin chào mọi người nhé, rất là mong mọi người xem kênh YouTube của Feng Feng. Đấy, tham quan đến bác Đoàn Ngọc Hải thì mong mọi người ủng hộ kênh cho mình nhé. Mình đi qua ngoài quay qua về cái bác để thời gian không gian cho bác cái chụp ảnh nghỉ ngơi. Mình ra ngoài mình có quay bên ngoài cái cảnh qua cái cảnh về quán cà phê Panorama, quán cà phê Panorama cho mọi người xem nhá. Đó, bên ngoài này rồi. Ờ, đi về phía đằng này thì nhìn xa xa thì mọi người sẽ nhìn thấy cả cái cảnh ở bên dưới luôn. Rất là đẹp. Bây giờ nó là cũng nhiều, xem mình đếm xem bao nhiêu tầng, chắc là phải 7 tầng rồi. Đó, xa xa, ở dưới kia là sơn màu xanh này. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tầng. Đó, đây là toàn cảnh ở quán cà phê Panorama nhé. Rồi, xin chào mọi người nhá. Chúc mọi người xem video vui vẻ nhá.